Lạy Chúa Kitô, xin nhận lời chúng con cầu phần. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Số người tin còn đông hơn nữa, họ nói với người phụ nữ rằng: bây giờ chúng tôi tin không còn phải vì lời chị nói, nhưng chính chúng tôi đã nghe và biết rằng. Thank you.
dưới mười mấy năm rồi. Uh-huh.